cộng xong vé. Và tác dụng thứ hai đó chính là dùng cơm trưa. Mà lưu ý cho mình á, lát em sẽ phát cái vé cho mình này. À, anh chị đi qua cổng xuất vé, người ta sẽ quét bằng cái mã vạch như thế này. À, đầu loại nhà vé này bị lỗi rồi. À, người ta sẽ quét bằng cái mã vạch như này. Người ta kiểm tra bằng mã vạch xong thì người ta sẽ trả lại vé cho đầu nhà mình. Mình giữ cái vé này lại để vào trong nhà dùng cơm trưa nha. Đây là em trả thẻ lên kia luôn anh này. Không cho. Nó không cho hả? Nó lấy mình về thẳng lên kia luôn. Mà cho, cho lên đi rồi. Nó cho, nó không cho, nó lập cái lên. Nó bắt mình hiểu mà. Vô trăm nữa là có công viên châu Á. Đang phải quay phải. Để qua thử, để nghiên cứu, để điền lại. Để ai muốn lấy nước không à? Có ai muốn lấy cầm nước không? Bây giờ chết thôi. Nước, nước mang được rồi. Bây giờ em cầm nước ra, nước đây là rồi, Thank you.
Okay.